Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Chị Minh Phương, tôi thấy ngoài trời Hà Nội khá là nắng và nóng bức, không biết là tình hình thời tiết vào chiều nay thì sẽ như thế nào ạ? Dạ vâng thưa chị, dự báo chiều nay thì Hà Nội sẽ nắng nóng, nhiệt độ thì không quá gay gắt nhưng mà cảm giác là vẫn oi bức khó chịu đấy ạ. Ngay lúc 10 giờ sáng nay thì nhiệt độ Hà Nội đã vào khoảng 33 độ C rồi, kết hợp với độ ẩm trong không khí là 71%. Vậy nên là khi mà đi ngoài đường nắng hay là ở những nơi kín gió thì mọi người đã cảm thấy nóng bức và khó chịu rồi. Dự báo vào chiều nay thì nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức nắng nóng là 36 độ C, độ ẩm thì vẫn khá cao vào khoảng 63%. Trời sẽ oi nóng cho đến tận đêm khi mà nhiệt độ ban đêm là 29 cho đến 30 độ C. Thời tiết oi nóng, độ ẩm trong không khí thì lại cao, khiến khả năng tự làm mát của cơ thể kém hơn, mồ hôi sẽ không thể bốc hơi mà đọng lại trên da, khiến cho mọi người cảm thấy bí bách và mệt mỏi. Vậy nên là quý vị hãy mặc quần áo với chất liệu mềm mịn, cốt tông để có thể thấm hút mồ hôi tốt hơn. Và khi mà đi nắng về, cơ thể của chúng ta đang đổ nhiều mồ hôi thì quý vị nên ngồi quạt hoặc là lau khô mồ hôi, không bước vào phòng điều hòa ngay lập tức để tránh bị sốc nhiệt. Và bây giờ xin được chuyển sang thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo là trời sẽ nắng trong 2 đến 3 tiếng nữa, nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 33 độ C. Sau đó thì trời sẽ chuyển mưa dông, có lúc còn mưa nặng hạt, dễ kèm theo cả sấm sét và gió giật mạnh. Còn bây giờ xin mời tiếp tục với chuyển động 24 giờ.